Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bắc Tài Vlog của mình. Ây da, hôm nay là mình khởi hành cùng con vợ 00350 mọi người ơi. Cũng khá là lâu rồi mình không có quay trở lại với con vợ nhỏ này. 00350 nha mọi người. Đó. Bây giờ trước khi là mình đảm nhận một chuyến xe để mình khởi hành thì mình sẽ kiểm tra xe cho thật là kỹ một cái mới được không mọi người ơi. Trời ơi sao còn có con chai nước suối một vậy. Trước khi mình khởi hành thì mình sẽ kiểm tra kỹ cái máy trước mọi người ơi. Hình như là hôm nay con vợ nhỏ này thiếu nước thì sao rồi. Trước khi mình nhận xe thì mình phải kiểm tra nước và nhớt kỹ lưỡng một chút xíu mới được. Cái vàng dây go nè, coi nó có bị đứt hay không. Và kiểm tra bên ngoài, kiểm tra bên ngoài chiếc xe coi nó có chày chụa gì không nha mọi người. Tại vì nếu như mà mình nhận xe mình mà mình không kiểm tra mà lỡ mà nó có chày chụa như vậy á, bác tài trước chạy á, mà nó có chày chụa như vậy á, mình không kiểm tra thì nếu như có gì chủ la là chủ đổ thừa mình. Wow. Bây giờ thiếu nước rồi mọi người ơi, xe hôm nay bị thiếu nước rồi. Đi vô trong đây kiếm kiếm nước để mình châm. Trong đây không có nước. Đây là một chiếc Tuấn Hiệp chạy Đà Lạt mọi người ơi. Đây hình như ở trong toilet này có nước. Wow, đây. Bây giờ mình sẽ bơm một xô nước này mới được. Đó. Nếu như mà xe cộ mà mình không kiểm tra thì nó bị thiếu nước là khi mà mình đi dọc đường á, mình đi dọc đường á là nó bị thiếu nước là mệt mỏi lắm luôn. Đó. Ok, hồi nãy là mình châm hết một chai mà mình thấy nó vẫn còn thiếu mọi người. Cà Mau Đà Lạt Tuấn Hiệp. Dạ, thiếu nước khá là nhiều nha. Trời ơi, mấy anh bắt tài trước mấy ảnh chạy sao mấy ảnh không châm nước gì hết vậy nè. Dạ. Chà, thiếu nước khá là nhiều luôn á. Tài xế là trước khi khởi hành một chiếc xe là phải kỹ những cái vấn đề này nha mọi người. Đây rồi. Đó. Khi mà mình đổ nó đầy thì nó sẽ tràn ra nha mọi người. Đó. Đóng lại. Chà, cái máy hôm nay có bộ không được sạch máy nha. Đi chuyến này về chắc có lẽ là mình phải vệ sinh cái máy này mới được. Nhớt thì đủ rồi. Đây. Ok. Bây giờ mình sẽ đẩy cái máy lại thôi. Tuấn Hiệp bến xe Đà Lạt.
đằng kia có một chiếc tướng hiệp, 2, 3, 4 bốn chiếc tướng hiệp với một chiếc tăng thanh nhàn. Ok, bây giờ mình sẽ để máy lên coi. Đó, ok, chạy rồi, mở lạnh lên thôi. Wow, nói chung khá là nóng luôn mọi người ơi. Bây giờ xuống, sẽ xuống lấy mấy cái đồ lót chân mới được. Ok, mở ra cho anh vô. Đó, ok, đó, cái này cho nó lịch sự mới được. Vô. Bây giờ mình sẽ đổi cái bảng này lại. Hôm nay mình đi Sài Gòn thì mình sẽ để Sài Gòn mọi người ơi. Mở cái hộp đèn lên nữa. Xe coi. Ok, bây giờ mình sẽ đi một vòng để mình kiểm tra mền có đủ không nha. Thiếu một cái mền. Thiếu một cái mền. Những cái lốc lạnh này ban đêm người ta khóa lại nè, bây giờ mình sẽ mở ra hết. Mở ra hết nè. Qua bên đây. Mở ra hết luôn. Đó. Rồi ok, vậy là thiếu một cái mền mọi người ơi. Thiếu một cái mền. Bây giờ cái công việc tiếp theo là mình sẽ soạn đồ. Mình có đem theo một cái loa nghe nhạc và một cái USB của mình. Đây, cái USB của mình đây. Hiện tại bây giờ cái USB mình này mình đang bán trên TikTok shop nè mọi người. Cái USB này thì mình có tải sẵn nhạc ở trong này luôn. Mình có tải nhạc theo yêu cầu luôn nha mọi người. Là một là nhạc tổng hợp, còn hai là nhạc trữ tình không, và ba thì là nhạc trẻ không luôn nha mọi người. Thì cái USB này nó 32GB, dung lượng bộ nhớ của nó là 32GB. Là hiện tại bây giờ mình đang bán trên TikTok shop là 199k, có tải sẵn khoảng 1000 bài hát ở trong đó. Nhưng mà mình cảm thấy cái giá nó của nó cũng cũng còn hơi cao. Thì bây giờ thì để tiết kiệm chi phí thì mình sẽ nhập về cái loại mà 8GB, thì nó sẽ nhẹ tiền hơn một chút xíu để cho mọi người dễ xài nha. Cái này nó 32GB nhưng mà thực sự nhạc của mình tải về nó chỉ tốn khoảng 2-3GB thôi. Đó, cho nên nó hơi phí. Mình sẽ nhập về cái loại 8GB để mình chia sẻ cho mọi người cái giá nó tiết kiệm một chút xíu nha. Khi nào mình có nhập về cái loại 8GB thì mình sẽ cho mọi người xem nha. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người nha. Còn hiện tại bây giờ cái này là 32GB 199k, có khoảng 1000 bài hát được mình tải sẵn ở trong này, nhạc tổng hợp luôn, những bài nhạc tiễn trên YouTube không mà mọi người, nó rất là hay luôn. Bây giờ mình để đây. Nóng quá mọi người ơi. Bây giờ chờ đủ hơi cái mình dời xuống bến dưới, mình gác tài và mình chốt phơi nha mọi người. Hôm nay thì mình thấy khách khá
là đông luôn rồi đó. Wow, nóng quá. Chạy từ nãy giờ luôn á mà vẫn còn nóng á mọi người. Wow, nóng đổ mồ hôi luôn. Tại vì xe của mình đậu từ sáng tới giờ cho nên là cái áp suất trong xe nó khá là nóng luôn. Chạy một chút xíu thì nó không thể nào mà nó hết lạnh được. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ test thử cái USB này cho mọi người xem thử nha. Đây, một cái USB được mạ chrome sáng bóng nè mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ mở cái máy lên. Rồi ok, mình bây giờ mình sẽ ghim vô nha. Chỉ cần ghim vô là nghe thôi à, khỏi cần kết nối Bluetooth với cái điện thoại này kia đồ đó cho mệt. Đó, thấy chưa? Vô. Ừ. Ai gọi đây? Alo. Đúng anh. 5 giờ này. Đúng rồi. Anh ra trước 5 giờ ha. Rồi, rồi. Chào mọi người ơi. Wow, cái hơi này sao chạy nó lâu lên dữ vậy ta? Mọi người thấy chưa, chỉ cần ghim vô là nghe, không cần phải mà kết nối Bluetooth làm chi cho nó mệt. Nhiều bạn nói thời buổi công nghệ, thời buổi này mà còn xài ba cái này. Nhưng thật sự cái này nó rất là hữu ích luôn nha mọi người. Đây là một cái USB móc khóa nè, mình có thể mình đem theo, mình móc vô cái chìa khóa của mình á, đây nè. Đây, có thể mình đem vô mình móc theo cái chìa khóa của mình á. Đó, làm cái móc khóa luôn. Đó, nó rất là tiện, chỉ cần ghim vô máy là nghe thôi à, khỏi cần kết nối Bluetooth này kia rồi cho mệt. Tại vì cái USB này á, mình đã tải sẵn trong này những bài nhạc mới rồi. Nhạc tiễn không à, nhạc mới không à. Đó, mà khi mọi người mà kết nối cái điện thoại mà kết nối Bluetooth qua cái máy này nè, khi mà mọi người đang nghe á, đang nghe thì nó sẽ có những cái bài nhạc, nó nếu như mọi người coi trên YouTube á, thì nó sẽ có những bài nhạc mà nó có quảng cáo này kia, hoặc là mình đang nghe á, có cuộc gọi gọi lại cái tự nhiên. Ok đấy mọi người. Trời ơi, cái chiếc xe hôm nay nó bị cái dàn hơi hay sao á. Ui là mèn, mình chạy từ hồi nãy giờ luôn. Chạy từ hồi nãy giờ 10 phút luôn mà nó chưa đủ hơi nữa mọi người. Vải đạn thiệt chứ. Cái này phải đậu lại mà làm được hơi lại mới được, chứ để kiểu này là không được rồi. Cái này tôi sao là mình xin mình đậu lại để mình làm cái đường hơi mới được. Cái đường hơi nó có vấn đề à mọi người ơi. Đó. Chạy nãy giờ luôn mà được có 5 kg à. Bình thường á phải từ 7 kg đổ lên á mình mới chạy được. Phải từ 7 kg hơi đổ lên, tại vì xe này là xài tất cả là bằng hơi hết. Thắng cũng hơi mà bầu cũng hơi. Đó, cho nên là có hơi mới chạy được mọi người ơi. Còn bây giờ là đang thiếu hơi nè. Đang thiếu hơi rồi, chiếc xe nó không có tăng lên được nè. Nó thấp sụi luôn. Bây giờ mình ve lại một cái. Đó. Ve lại một cái để đi tới đi lui một cái để cho nó đủ hơi. Nó đủ hơi á rồi nó nâng chiếc xe lên á mình mới chạy được mọi người ơi. Đó, thấy chưa? Đó. Nãy giờ mới có 5 kg à trời. Vải đạn thì có chứ. Ok, thôi bây giờ mình chạy xuống đi. Mình sẽ chạy xuống bến dưới để mình gác tài nha. Wow, ở chiếc tân lên nhàn này. Anh đậu, anh gác ngay cổng luôn mới chịu à. Mấy anh tài xế, mấy anh lo tướng hiệp nè. Trời ơi, bấm điện thoại. Đứng bấm điện thoại mà không nhìn luôn vậy hà. À, ok. Bến xe Nam Căn chiều nay khách cũng khá là đông luôn á nha.
Úi giời ơi. Làm gì cầm cây ghê vậy? Ok, bây giờ mình sẽ chạy đậu cặp cái chiếc Phước Thành này đi. Cái chỗ gác tài này là cái chỗ này là cái chỗ của mình. Đó. Phải đậu đây mới được. Ok. Rồi đậu đây đi. Bây giờ mình sẽ lấy phơi, mình chốt phơi mọi người ơi. Tạm thời thì bây giờ mình ngồi ở đây mình chốt phơi mọi người ơi. Trời ơi, bữa nay chủ nhật khách khá là đông luôn mọi người. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. Trời ơi, hai mấy vé luôn rồi. Bây giờ chốt đã luôn mọi người ơi. Bây giờ mình tranh thủ mình chốt phơi xong cái bắt đầu mình xuống mình nhận ba ga nha mọi người. Chốt phơi xong thì mình xuống mình nhận ba ga. Và sau đó mình cho khách lên xe mọi người ơi. Quên nữa, còn xuống làm một ly cà phê nữa. Ghiền cà phê lắm rồi, khát nước muốn chết rồi. Bây giờ mình điện thoại từng người thôi. Một mười mấy cuộc gọi luôn mọi người ơi. Nói chung là mấy cái tiền điện thoại này nè, cũng có nhiều bạn hỏi mình cái tiền điện thoại này ai chịu. Thật ra là mình chịu. Mình đăng ký tháng thì nói chung cũng không có nhiêu. Nói chung là ba cái lặt nhặt nhỏ nhỏ này không có nhiêu. Mình đăng ký tháng này khoa tháng mình xài khoảng 500-600 ngàn tiền điện thoại à. Ok, bây giờ mình điện nha. Rồi xong luôn, trời mưa luôn mọi người ơi. Mình đang ngồi đây uống cà phê để mình chốt phơi nè. Đó, con vợ nhỏ mình đang đậu kìa. Trời ơi, chuẩn bị tới giờ khởi hành mà mưa con kìa mọi người. Mọi người thấy mưa lớn không, chuẩn bị mưa không? Trời ơi, hôm nay có clip mưa cho mọi người xem rồi. Nhưng mà rước khách trời mưa nó khá là cực luôn mọi người ơi. Khách trời mưa, rước khách trời mưa thì mình hẹn giờ khách không ra kịp. Tại vì mắc mưa. Và mình rước khách cũng bị trời mưa luôn mọi người. Đây mình quay cho mọi người xem. Bến xe 5 căn hiện tại nè. Đó, gió nè mọi người. Ôi ôi. Xong rồi. Không được rồi. Ok, bây giờ tới giờ mọi người ơi. Cho khách lên xe thôi. Rồi lên đi con. Của mình là hai ghế đầu tiên. Hai ghế đi hay gì? Hai ghế. A1, A2. Dắp vô chút. Chỗ đó đó. Nice. Ướt áo hết trơn. Nãy mắc mưa, chạy đại chạy liều. Vô ngồi sau lưng ghế của chú rồi. Chưa tới nè hả? Đây. Cái này cái gì đây? Lấy quả tuyết đó mà, để đó đi. Rồi. Ây da. Alo.
Đúng rồi. Ok. 911 đó hả đồng chí? Đúng. Sao bữa nay đồng chí đặt ghế cuối vậy? Trễ quá nãy chưa mới gọi. Còn ghế không? Hết ghế rồi. Ủa? Giường cuối tầng trên mới chịu à. Trên cuối luôn. Trên cuối luôn á. Hết nước luôn rồi, lên trạm ở trên Cà Mau mới có. Ui giời. Đóng hầm lại chuẩn bị khởi hành thôi. Đi xe nào vậy em? Hả? Phương Trang hả? Sao không đi Giáp Diệp mà đi Phương Trang trời? Tính đi luôn à, nghỉ rước à. Bỏ luôn á. Tính đi luôn à, nghỉ rước nó tại thấy con gái mới rước đó. Ghê là trời. Bà già là bỏ luôn đó. Đúng rồi. Bà già là bỏ luôn. Ghê quá. Chơi chứ đồ bỏ trong làm sao bỏ được. Đâu rồi, đồ của mày đâu rồi? Bỏ trong ghế chẳng. Bỏ trong ghế được phải không? Cảm ơn. Hai ghế cuối dưới. Đúng rồi. Ở đâu cũng vậy. Bên đó cũng 3.000. Vô cái là 3.000. Sao nhầm bữa nó lấy. Nhầm bữa nó vô, chạy vô thì đi. Gửi đồ, chạy ra hả? Có bữa nó không hay á. Chứ có bữa thì sao lấy. Ủa sao có bữa thì nó. Mình vô nó không hay á. Ở đâu vậy? Chứ chị tính gửi đồ Tân Châu á. Tân Châu hả? Ừ. Tân Châu Cho Đốc quá hả? Tân Châu Tây Ninh á. Ờ, Tân Châu Tây Ninh hả? Tân Châu Tây Ninh thì mình gửi Tân Thanh Nhàn đó. Thanh Nhàn chơi. Nhưng mà trên dọc đường này gặp nó thấy một lần đó, nó ghé quán ăn nó gặp nó á.
không gặp nó đâu, nó đi sớm lắm. Thì nói thôi, nó, mình đi ra đây là nó đi sớm nè. Đang hình nhàn nó đi sớm lắm. Khung cảnh đồng quê vào buổi chiều. Ở vòng vòng khu này là toàn là tôm giống không à mọi người ơi. Sú chân đỏ kìa. À, tôm giống đồng khởi. Đằng kia thì tôm sinh thái. Hai. Để tiểu một cái mới được. Ui trời ơi, đứng đây tiểu nó mát gì đâu không nội mẹ ơi. Không nhận không có cái gì mà giải quyết ở cảnh đồng quê hết á. Trời ơi trời. Đây là chỗ, ở đâu vậy? Đập cái đài á.
Rồi ai đi xe giáp dịp đâu, lên xe luôn. Cô có không số điện thoại mấy cô? Cô à, số điện thoại hả? Trời của cô ra cũng quay. 562 đuôi phải gì? Coi mặt để đếm u chim bé cái. Đồng ngộ à. Cặp này ở ở cặp này đem xe luôn. Đâu không qua cái khó cho dùm gì cái gì không nhớ nữa. Sao mà sao không con biết coi ta? Vậy hả? Không biết hả? Qua lại không. Cái thằng trai trên Cà Mau á nó đặt cái gì ra tay gửi lên chảnh nó lên. À vậy hả? Cô đi một người phải không? Cái này đi mấy người anh? Lên chảnh là hai chồng nó lên với con đó đó. Rồi lên đi, lên đi. Cái này bỏ dép vô một cô. Cái này mình đi xe phòng không cô? Cái gái nó đặt hay gì vậy? Nó ở Sài Gòn nó đặt đó ơi. Cái này mình đi xe phòng phải không anh? Xe gì á? Cái ly đặt xe gì? Xe phòng hay là xe? Hay là xe giường? Số điện thoại 037 đuôi là của ai? Đây đây đúng rồi đó. Ờ là xe phòng. Xe phòng hả? Rồi cô vô đi cô. Sau lưng ngồi đỡ sau lưng ghế của cô này. Đi xe này luôn cái này không, cái này mình rước dùm lên lên Cà Mau rồi qua xe phòng. Dạ rồi ok. Yeah. Vậy đi qua bên xe dùm phòng. Rồi cô vô hàng ghế thứ ba, nằm hai ghế nha. Hai ghế ngang nhau đi. Dạ đúng rồi. Hai ghế sao hai ghế sao nó ghi có một ghế vậy nè. Rồi vô đi. Rồi. Cái nước về sập. Con bú hai phải không? Rồi lên xe luôn. Alo. Đúng rồi. Ok. Ok ok. Khoảng 8 giờ mấy á. Đúng rồi. Cái này số điện thoại mình số mấy cô? 13, 14. Rồi thẳng vô. Hàng ghế thứ 5 đếm dài vô. 1, 2, 3, 4, 5. Hai ghế ngang nhau luôn á. Số điện thoại mấy đây người đẹp? Số đùi mấy? 29. Rồi đẹp là phải cho cái bọc màu hồng mới được. Cảm ơn nha. 129 A3. Đây nè, đây nè. Đây đây đây, đây. Ừ. À, cái nước. Nó có bên xe gửi đồ tăng vàng lên đây, mình lên đây mình gửi được nha. Cây xăng đâu vừa phải không? Rồi 10 đúng 6 giờ đó.
cô bước qua lộ đi xe con lên tới nè. Xong luôn tới công chuyện nữa rồi em ơi, trời ơi hôm nay không được hên rồi nha. Bỏ dép ra, ra đại đây, đây, đây. Chưa, nó cũng đi ra đây, giờ để ra đây. Vậy hả? Rồi thẳng vô. Lấy nhiều lấy tiền có chứ cạt nhóc. Hồi đó tới giờ cô còn đạp đó. À, đó luôn đó. B13, 14 luôn á.